Chào mừng các bạn đến với máy chế biến gỗ Quốc Duy. Hôm nay Quốc Duy xin giới thiệu đến các bạn dòng máy gia công CNC, mỏng âm dương và tiền tự động công nghệ mới. Thiết kế 16 đầu gia công cùng lúc 4 phôi cho ra năng suất cao. Cụm gia công xoay 360 độ, trục giác chuyển động bằng bít me chất lượng cao. Thiết kế 4 dao gia công cùng lúc, giúp rút ngắn thời gian gia công và nâng cao hiệu suất làm việc. Hệ thống bàn kẹp phôi bằng men hơi, đảm bảo cho phôi luôn được cố định, chống xê dịch khi máy đang gia công. Độ chính xác cao, chỉ cần một thiết lập có thể hoàn thành công việc. Gia công hai đầu phôi hoặc gia công mặt phôi và tiền tự động, khác hẳn so với các dòng máy gia công thông thường. Máy này được trang bị thêm chức năng tiền gỗ tự động. Thiết kế nhiều khu vực làm việc nên máy có thể gia công đa dạng sản phẩm. Tổng công suất máy lên đến 35 kW.